Trời đất ơi, mít nữa. 3 ngày anh thấy mít đều hết 3 ngày. Anh không thấy hả? Mít quê em ngon lắm luôn á, nhìn mít anh chịu không có nổi. Ăn không anh? Thương, chịu không có nổi. Anh ăn. À, ba mới gửi mày thưởng nhiều lắm, anh ăn cho vui. Đây, đây anh. Cái này thì thích nè. Em nói nghe nè, mít của bà Diệu Nhi thì khỏi chê, mè xưởng của Diệu Ngọc thì rất ngon, nhưng mà không thể tuyệt vời bằng khoai lang quê của em. Anh ơi, anh nghĩ nè, cho nữ cũ tình thân với anh. Đời anh nó là ghét nhất là khoai lang cắt. Ồ, sao vậy? Tốt với tiêu hóa mà. Ừ. Cuối cùng là anh không thích mè xưởng của em nhất. Nhân ơi, hôm nay mình ăn món gì vậy? Thích ăn món gì, anh nấu món đó. Thôi hỏi luôn đi, nên ta là... Đúng rồi, hỏi cho vui thôi đúng không? Thôi nói chứ xuống anh nấu ăn. Thôi, không ăn thiệt. Tới ăn mấy cái này thôi. Em biết là nấu mấy ngày luôn á. Hôm nay miễn ăn khỏi về bếp. Ăn mấy này của tụi em. Đúng rồi. Mít cộng với mấy cái thứ này là tụi em rất là nóng trong người. Trời ơi, có nhớ đây mà lơ cái gì là sao tụi em nấu trong người được có mọi người. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh nói mà không nghe đó, rồi đừng nói sao xui á, anh không bếp á. Dạ, ngon rồi cứ ăn thôi mà. Cũng khó rồi, khó chịu quá ha. Ngọt. Ê, con Ngọc là em tôi mà. Tôi biết mà. Thì nó đâu có dòng họ gì với bà đâu, sao mà xa nó như con không để vậy? Bạn bè mà tính tán gì vậy? Vậy lấy đi lấy đồ ăn cho tôi, bà ăn với ai ăn? Ôi dạ Ngọc Ngọc, lẹ Ngọc ơi. Yeah, chín rồi hả? Trời đất ơi, thèm quá. Sao vậy? Làm cái gì mà hứng quá vậy? Trời ơi, ôi, cái món này gọi là cái món trở về tuổi thơ. Hương vị quê hương. Này, cho cái gì mà cho mình phát quà vậy nè. Thương quá, thương quá, thương quá. Trời ơi, hột mít gia truyền. Tuyệt vời, thật là vui chứ. Toàn nặng bụng quá. Không biết khi nào Dượng mới gửi đu đủ với lại thanh long lên cho mình. Thôi, em đừng có chờ ba chị gửi lên, đi ra mua ăn luôn cho rồi. Với lại nha, từ ngày hôm nay nha, trong căn nhà này cấm ăn mít ha, các loại trái cây sấy khô ha, và mấy cái loại kẹo ngọt. À, trời ơi, đầy bụng quá. Chịu hết nổi. Ngọc em đi xuống anh nói anh Nhân á, làm gấp cái món nào mà chị táo bón á, chị chịu hết nổi rồi. Thì đi nói anh Nhân đi, sao cái gì mà em vậy? Thì tất nhiên phải em rồi, trong căn nhà này là em là người nhỏ tuổi nhất, em là em của chị mà. Cho nên là phần là em gái, sai gì thì đi ngay. Ôi chị, thật quá ha, đều ha, hát nữa, đau bụng còn hát. Đi lẹ đi em ơi. Tôi đi. Trời ơi mà mới xì ra đúng không? Đúng ạ. Lịch sự xíu đi Thanh, ai cũng bệnh mà. Cái món ngày hôm nay là món gỏi rau má với lại ba khía. Đây là một trong những cái món giúp táo bón không có diễn ra nữa. Để em cắt cái này trước. Cái này mình ngâm. Ngâm cho giòn đúng không anh? Đúng rồi. Và nó không có hăng. Ở đây em thấy có 2 loại rau má luôn. Nhưng mà riêng bản thân em á thì em thích cái rau má nhỏ nhỏ này hơn nè. Tại vì ăn nghe mùi rất là thơm. Thường á thì em xay rau má ra để lấy nước uống, còn lại lấy cái xơ đó để đắp mặt nạ. Hoặc là nấu canh nữa. Chứ còn rau má lá lớn vậy em thấy ăn nó không ngon, mà thấy sơ sơ làm sao á. Đúng không anh? Đúng rồi. Với cái loại rau má non thì nó lại tốt về các chất dinh dưỡng, và thông thường thì cái chất xơ của loại rau má thường nó quá nhiều so với rau má non, và cái độ ngọt cũng vậy. Mà em có biết là cái đặc tính của rau má để làm gì không? Thanh nhiệt cơ thể, uống rau má là để cho cơ thể mát hơn. Và cái gì nữa? Trị táo bón. Cho nên là hôm nay anh mới làm món này. Để anh xử lý sơ chế cái phần ba khía trước. Ở trong miền Nam này thì người ta hay ăn ba khía, quê em á thì lại ăn cua đồng. Cua đồng với ba khía khác nhau hay giống nhau anh? Thật ra cua đồng với ba khía khác nhau. Khi mà em nhìn vô con ba khía nè, nó màu tím tím, cái càng nó tím nè, to hơn và tím. Cái thứ hai nữa, khi mà em nhìn vào trong cái mai của nó có những cái sợi tua dọc. Nếu mà mình đi miền Tây đó, khu vực của Cần Thơ thì nó có ba khía tươi. Và ở Cần Giờ thì cũng có rất là nhiều con ba khía này. Bây giờ anh sẽ sơ chế nó trước. Mình nấu cái nước gừng này lên trước, rồi em cho rượu. Cái này em gọt ra cho anh. Em bóc ra. Lột ra, bỏ cái hạt đi. Vậy thôi anh. Ừ. Cái hành tím này nè, mình sẽ cắt. Lát nó trộn vào món. Đây anh xử lý cái phần ba khía. Ở trong này nó có cái phần phổi, mình nên bỏ nó đi. Và sau đó mình bỏ mình trụng. Em đun cho lâu một chút. Anh pha cái nước bột chanh. Nước mắm với đường. Nhìn giống mật ong quá. Ừ. Anh cho một tí ớt thôi. Lấy chanh hũ muối nè. Mình cho một tí muối vô. Rồi em bỏ vô xay với tầm anh. Để anh bỏ vô cho sẵn cái tay. Anh cho một chút thơm luôn nè. Anh để một chút. Tiếp thì mình cho cái nước trộn gỏi hồi nãy. Rồi em lấy cái tô lớn ra, anh em mình trộn cái phần gỏi. Ngọc đã bao tay vô đi. Trộn lên không? Rồi, để anh bỏ. Khi mà trộn thì không nên quá mạnh tay đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà em cũng phải trộn đều bởi vì rau má nó cũng khó thấm. Yeah. Quýt vô cho nó có cái vị chua chua nè. Thường gỏi thì em thấy hay dùng bưởi. Ừ, anh dùng quýt. Rồi phần khô gà. Khô gà bây giờ thì hiện tại thị trường cũng khá là phổ biến. Dạ. Rưới một tí nước lên đó. Xong rồi nó ngọt. Nhìn ngon quá. Rồi. Món gỏi là món em rất là thích luôn. Em đem ra ngoài trước đi, anh lo dọn dẹp anh ra liền. Dạ. Nha. Ngon quá. Trời ơi, món là món rau má trộn ba khía không anh? Ừ. Tuyệt vời luôn á. Mà nó còn chị thái bón nữa phải không? Đúng rồi. Cảm ơn Nhân nha. Anh cứu cái bụng của em chứ thôi em vác mấy ký này đi. Ôi chắc chết quá. Em cũng vậy á. Thật ra không phải là khoai lang ăn vô mà bị táo bón đâu, mà do ăn nhiều quá. Alo, con nghe này ba. Hả? Ba gửi mic lên cho con hả? Cái gì? Nữa hả? Hả? Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ phải xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang ba món ăn ngon cho em bồi hồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng những đam mê ngọt ngào, nghĩ nhìn vào bếp cũng là vì ai. Người em yêu nhất, làm em ngây ngất, là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, thành vương quốc ngập tràn là nhan sắc. Về nhà thật mau, đêm là nhan sắc.